Sau đó, người vợ của kẻ thù của tôi đã nuốt cho cốt của tôi, cố gắng dung hòa tôi vào cơ thể hắn ta bằng cách đó. Ánh trăng sáng trong lòng hắn ta cũng bị hắn ta hành hạ đến thân tàn ma. Quỳ dạ. trước mộ tôi, tất cả chỉ để cầu xin sự tha thứ của tôi. Nếu như yên lái xe như bay đến nhà Kiều ý cô ta xa sầm mặt, dùng lực đá vào cánh cửa đóng chặt. Một cái, hai cái, đến cái thứ ba, cánh cửa mở ra. Kiều Y với vẻ mặt thản nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Cười lạnh, anh giấu trong tôi rồi. Anh nói xem tôi có chuyện gì. Kiều Y vẫn thản nhiên. Như thể đã không còn lưu luyến gì với thế giới này Tôi không giấu anh ta Anh ta đã chết rồi Nhà hỏa táng đã thông báo cho cô đến nhận cho cốt rồi mà ta còn nhờ anh diễn kịch với tôi hừ xem ra lần này chàng bích Phạm quyết tâm trốn tránh tôi rồi liệu như yên không tin tôi chết rồi anh ta vẫn khăng khăng cho rằng đây là trò hề của tôi kiều y ngẩng đầu nhìn vào trong nhà hét lớn chàng bích phàm trốn sau lưng phụ nữ là đàn ông ba nếu anh còn không ra thì đừng trách tôi trở mặt chưa dứt lời ba hai đã đẩy mạnh kiều y ngã xuống đất ra lệnh cho thuộc hạ, hạ vào nhà tìm tôi kiều y bật khóc Gương mặt điểm tĩnh bỗng chốc trở nên Liệu như yên Chẳng biết phàm đã chết rồi Chính tay cô đã nhận cho cốt của anh ấy Cô quên rồi sao Anh ấy đã chết Chết mấy ngày tức giận ghi chặt lấy Liệu như yên vào tường Liệu như yên xa sầm mặt Mỉa mai Đến lúc này rồi Anh còn muốn giấu anh ta sao y, Anh thật sự rất tiếc là anh ta Người anh ta yêu là tôi Cho đến khi nào tôi chẳng hết anh còn ta anh ta rồi, Thì tôi có thể xem xét trả anh chỉ ta Chỉ là bây giờ thì không được Anh ta còn phải đến mộ mẹ tôi Không thể ở bên cạnh anh được Kiêu y đỏ mặt tía tai, Yên cô thật sự là đồ khốn nạn. Anh ta dám một cái tát mạnh vào mặt Liễu Như Yên, mặt Liễu Như Yên lạch sang một bên. Trong chốc lát, hai người lao vào đánh nhau đây, người ta thường nói, người chết rồi thì sẽ không còn nhưng cảm giác hiểu sao? Tôi lại cảm thấy ngực nhưng như thể sắc nổ tung ra. Kiêu Y tuy thường xuyên tập thể dục, nhưng Liễu Như Yên lại từng tập ta quan đâu. Sau vài chiêu, anh ta đã bị Liễu Như Yên đè đi lại lại, nhưng lại bất lực. Họ kiểu kia, nhìn anh kia, kia che chở cho đám bích phàm. Xích chút nữa đã bị tôi đánh Còn anh ta, ta thì sao? Anh ta đang người ở đó đó như vậy mà anh sao? Kiều Y cười nhạt một tiếng chế giễu. Liệu như Yên, người thật sự đáng thương Chính là cô mới đúng Một kẻ ngay cả kẻ thù kẻ ngay cả người mình yêu Cũng có thể xuống tay hãm hại Thậm chí còn không bằng một con chó Anh nói cái gì Liệu như Yên giận dữ Đúng giờ tay này Một tiếng gọi vội vàng vang lên tổng Chúng tôi tìm còn thấy cả báo khám sát y lại của anh, anh của trang tiên Liệu như Yên sững sờ một lúc Kiều Y đứng dậy Nhìn xuống Liệu như Yên với vẻ mặt anh ta lạnh lùng nói Bây giờ đem người của cô cút khỏi nhà tôi. Liệu như Yên bỗng nhiên đứng dậy, xông vào phòng ngủ. Trên bàn học là đầy áp ảnh. Trong, trong ảnh, tôi đều mang một khuôn mặt đầy máu, thậm chí có những tấm còn không nhìn rõ mặt. Tôi chỉ liếc mắt một cái, rồi quay đi. Tôi biết lúc chết mình trông có vẻ đến mức nào. Những bức ảnh đó đang nằm trong tay cô ta như đang ra sức tìm kiếm điều gì đó tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất cô ta vừa nghe thuộc hạ báo cáo vừa không thể tin nổi chuyển ánh mắt sang màn hình trên đó là video ghi lại cảnh tôi gặp tai nạn mắt liễu như yên lập tức đỏ hoe bàn tay cầm chuột của cô ta run rẩy nhưng cô ta vẫn cố chấp xem hết video lần này đến lần khác sao anh biết anh ta gặp tai nạn liễu như yên khàn khàn kiều y mỉa mai không phải cô biết rồi sao tôi gọi cuối cùng của anh ta là gọi cho tôi anh ta đã không còn sức để nói nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để nói cho tôi biết một bí mật bí mật gì Liễu Như Yên có chút Yên lại thông thả nói Anh ta thích thú nhìn thấy vẻ sốt ruột và tức giận của Liễu Như Yên Bí mật gì? Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Kiều Y Cuối cùng, Kiều Y cũng thôi chế giễu, Trở nên lạnh lùng Nói, anh ta nói Chuyện của là mẹ chết mẹ Chuyện đối không thể nào Liễu Như Yên gần như lập tức phủ nhận bí mật này Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Diệp Tiêu Mẹ tôi đối xử với anh ta tốt như Kiwi. vậy Anh dám lừa tôi Đây có phải là kế hoạch của anh và Trang Bích Phạm không Anh muốn giúp anh ta chạy trốn khỏi tôi Chạy trốn khỏi sự trả thù Kiwi. của tôi Anh đừng hồng Nói cho Trang Bích Phạm biết Kiếp này cho dù anh ta có chết Thì cũng phải chết bên cạnh tôi Tôi cúi đầu Kim này nỗi chua xót trong lòng Không sao cả Dù sao tôi cũng đã chết rồi Còn Liễu Như Yên có tin hay không cái gọi là sự thật Cũng không còn quan trọng Tôi bị ép phải rời khỏi nhà Kiều Y cùng Liễu Như Yên Lúc đi Tôi cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt nhìn mình Tôi quay đầu tìm kiếm Khi bắt gặp ánh mắt của Kiều Y không mắt anh ta bỗng chốc đỏ huê đôi môi mấp máy trang bích phàm tôi sững sờ vài giây không mắt nóng rực cho đến khi hai chữ trang bích phàm cầm nặng đó lại tôi mới thực sự tin chắc cười ý anh ta nhìn thấy tôi